tulip không ạ? Còn tôi thì tôi rất là yêu hoa tulip bởi vì nó có rất là nhiều những cái màu sắc, hình dạng và có những cái nhìn rất là đẹp. Thì bên cạnh cái cách làm hoa tulip từ những cái hoa chất liệu khác nhau như là hoa văn rồi hoa lụa, và hôm nay thì shop của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm một cái bông hoa tulip từ cái cánh cánh tulip của hoa đá nhé. Thì thực ra thì cái hoa tulip này nếu mà để mà hoa đá thì nó sẽ không không giống. Thế nhưng mà cái đặc trưng của hoa đá là nó sẽ có độ long lanh cũng như là độ bền và độ cái độ sang trọng. Do đó nên là cái hoa tulip làm từ hoa đá thì cũng rất là nhiều người ưa chuộng và dùng để trang trí trong trong gian phòng của nhà mình. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm một cái cánh hoa đá như thế này nhá. Là chúng ta cùng bắt đầu thôi ạ. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cánh tulip màu vàng. Chúng ta sẽ sâu 5 cánh nhá. Cái việc sâu này thì tôi đã hướng dẫn ở cái video làm hoa mẫu ở cái cách sâu ấy thì tôi đã hướng dẫn rất là kỹ ở cái video cách làm hoa lan từ cánh mẫu đơn rồi nhá. Thì các bạn nếu chưa biết sâu thì các bạn hãy quay lại cái video đó để các bạn xem cách sâu. Tôi đã sâu sẵn 5 cánh rồi nhá. Ở đây cánh tulip này thì chúng ta sẽ sử dụng là hai lớp cánh, mỗi lớp là 5 cánh nha. Đây. Nhị ở đây tôi sẽ sử dụng nhị đất. Còn nếu như chúng ta không có nhị đất thì chúng ta sẽ sử dụng nhị như bình thường cũng được. Nhưng ở với cái nhị này chúng ta sẽ nhị này thì nhìn bông hoa nó sẽ thật hơn. Đây, sau khi sâu xong nhá thì chúng ta sẽ xếp cái cánh nó hình như thế này. Đây. Chúng ta sẽ sâu cánh sao cho cái chúng ta vặn cái cánh làm sao cho nó hình tròn ốc như thế này, nó giống sắt. Nó xếp giống như là bông hoa đại nhá. Đây. Tất cả chúng ta phải xếp như thế này. Hai bông, hai lớp chúng ta đều phải xếp như vậy nhá. Còn ở cái phần cái nhị này thì chúng ta sẽ phải làm mà chúng ta sẽ phải gắn cái nhị lên trên cái hoa trên cành. Đối với cái nhị này thì chúng ta sẽ phải dùng sáp để chúng ta quấn lên cành nhá. Ở đây tôi sẽ sử dụng 5 cái nhị. Các bạn hãy cắt đi nhá, tại vì lúc sau là nó sẽ thòi xuống dưới nó sẽ không đẹp. Đó. Sau khi chúng ta cho nhị vào như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái keo nến nhé để chúng ta dán này. Bóc keo nến vào đây. Chúng ta bóc keo nến vào đây nhé, sau đó chúng ta sẽ giữ. Đó, đến lượt thứ hai chúng ta cũng cho vào như thế này. Đến lượt thứ hai chúng ta sẽ phải chỉnh là những cái đây, cái khuyết của cánh trước thì chúng ta sẽ cho cánh này vào đây. Cái khuyết của hai cái cánh này chúng ta sẽ để cái cánh này vào, như vậy là nó sẽ có sự so le, nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, và chúng ta sẽ vạ dán vào này. Đó, trong cái lúc chờ keo khô này thì chúng ta sẽ chỉnh cánh này. Chúng ta sẽ chỉnh cánh làm sao cho nó, chúng ta sẽ chỉnh cánh để làm sao cho cái cánh nó cân đối nhá. Đây. Sau khi cái keo nó khô nhá thì bông hoa của chúng ta sẽ được như thế này. Thì cái phần nhị này chúng ta sẽ xòe ra nhá. Thì cái nhị nó hơi hơi cao hơn lên một tí như thế này thôi là đẹp nhá. Nếu nó lên quá cao thì nó sẽ xấu, nó chỉ hơi nhún lên một chút như thế này thôi nhá. Chúng ta đừng để quá lên cao lên như thế này thì nó sẽ rất là xấu. Đây ạ. Đó, đây là thành phẩm của chúng ta.
Ở video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta cắm một cái bình hoa tulip này nha. Thì ở bình sau thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cắm, để chỉ cắm khoảng tầm 15 bông thôi. Thì khi mà cái bình hoa 15 bông này thì chúng ta sẽ để trên bàn đúng nước hoặc là cái bàn trang trí bàn làm việc rất là phù hợp nha. Chúc các bạn có những cái tác phẩm thật là đẹp. Còn nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nha các bạn. Còn nếu như bạn nào mà đã đăng ký rồi thì hãy bấm like để cho tôi có thêm nhiều động lực để chúng tôi sẽ sản xuất ra nhiều những cái video mới hay hơn nhé. Còn nếu như bạn nào mà muốn chúng tôi hướng dẫn cách để chúng ta để làm một cái video, một cái hoa nào hoặc là một bó hoa nào thì các bạn hãy cứ comment ở bên dưới, thì tôi sẽ, nếu như bó hoa nào mà tôi biết làm thì ngay lập tức tôi sẽ có ngay video. Còn nếu như có cái loại nào mà tôi chưa biết cách làm thì tôi sẽ nghiên cứu và chắc chắn thì tôi sẽ có video để hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn.